Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Cường Bonsai. Hôm nay là ngày thứ ba, cái bông phi điệp khói phủ khoái nở và hầu như là tất cả các cái nụ ở trên thân hoa đều đã nở căng. Thì tôi lại làm cái video này cho các bạn ngắm. Thực sự đây là một bông phi điệp rất là đẹp, mắt gọn, xước, mũi chấm hồng. Hai cái cánh hoa thì trắng muốt và ba cái lá đài vẫn còn hơi ám tím ở ngọn. Thế nhưng mà một cái đặc điểm nổi bật của bông đó là cái môi. Môi của bông hoa thì là có mắt xước gọn, cân đối. Và một đặc điểm thứ hai đó là cái độ bay của cánh. Hầu như là bay 24/24, nó không cụp như một số các loại khác. Các bạn có thể ngắm cái vẻ đẹp của bông khói phủ khoái qua video mà tôi quay hôm nay. Và thời gian tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bốn loại phi điệp mà đặc trưng của đất Hưng Yên. Thì trong đó thì có hai bông là của đất Văn Giang Hưng Yên và hai bông là của khoái châu Hưng Yên mà đã được nhiều người chơi lan trong giới chơi lan đã biết tên. Và các bạn nhớ đón xem, sắp tới tôi sẽ làm một cái video giới thiệu bốn cái loại hoa lan đấy. Xin cảm ơn các bạn, mời các bạn ngắm cây khói phủ khoái. Thực sự là đọc rất đau mồm nhưng mà là một bông phi điệp rất đẹp. Xin chào các bạn nhớ đăng ký video và chia sẻ giúp mình.